vận chuyển cố ý chuyển bưu phẩm khẩn về Mỹ. Theo Reuters, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei đang xem xét mối quan hệ với FedEx Corp khi phát hiện ra các gói bưu phẩm khẩn của công ty này được vận chuyển về trụ sở của công ty vận chuyển Mỹ thay vì đến văn phòng Huawei ở Trung Quốc mà không được thông báo trước. Dữ liệu mà Huawei cung cấp cho Reuters là dữ liệu theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa Huawei. Cụ thể, Huawei cho biết có hai kiện hàng được gửi vào ngày 19 tháng 5 và 20 trên năm từ Tokyo đến văn phòng Huawei ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì được vận chuyển đến địa điểm trên, các gói hàng này lại đến trụ sở FedEx tại Memphis, bang Tennessee, Mỹ. FedEx cũng không có lời giải thích chi tiết vì sao kiện hàng của Huawei lại được đưa đến trụ sở công ty này tại Mỹ. Phía Huawei cũng cung cấp cho router thêm một kiện hàng khác được gửi từ Hà Nội vào ngày 17 tháng 5 và đích đến là văn phòng Huawei ở Hồng Kông và Singapore. Tuy nhiên, các bưu kiện trên lại đang bị giữ lại ngay tại trụ sở FedEx ở Hồng Kông và Singapore vào ngày 21 tháng 5 vì có yêu cầu được chuyển sang Mỹ. Huawei cho biết, những kiện hàng mà FedEx đang giữ lại chỉ là tài liệu chứ không chứa bất cứ công nghệ nào. Tuy nhiên, công ty này cho rằng việc FedEx thay đổi địa điểm nhận, không gửi tới nơi hoặc chuyển hướng sang Mỹ khiến cho Huawei mất niềm tin. Huawei cũng nói rằng sẽ đánh giá lại hoạt động vận chuyển đối với các tài liệu vì các sự cố xảy ra gần đây. Reuters không đưa ra bằng chứng nào cho thấy vụ việc liên quan đến chính phủ Mỹ trong việc đưa Huawei vào danh sách đen vài ngày trước khi các kiện hàng này được vận chuyển hay không. Tuy nhiên, Huawei hiện là tâm điểm của thế giới khi bị chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa vào danh sách đen nên sự việc này ngay lập tức thu hút truyền thông thế giới. Hiện tại phía FedEx chưa đưa ra chi tiết tình trạng lỗi giao hàng và lý do chính của sự việc này. Gia Hưng